Xin chào các bạn đã đến với kênh Mr. Coin. Hôm nay là ngày thứ năm 22 tháng 12 và chúng ta sẽ cùng quay trở lại với một video để cập nhật diễn biến giá cả và những cái tin tức quan trọng ở trên thị trường tài chính nói chung và thị trường crypto nói riêng các bạn nhé. Đầu tiên chúng ta có thông tin là Ngân hàng Trung ương Nhật Bản Bank of Japan ngày hôm thứ hai đã ra một cái quyết định rất là đột ngột là nới rộng cái biên lãi suất của trái phiếu chính phủ Nhật kỳ hạn 10 năm từ một cái biên độ hẹp là 25 điểm cơ bản hay là 25% lên một cái biên độ rộng hơn là 50 điểm cơ bản hay là 0,5%. Các bạn biết là thông thường trái phiếu chính phủ các nước được giao dịch tự do giữa các tổ chức tài chính và doanh nghiệp nên giá trái phiếu và lãi suất ở trên thị trường trái phiếu sẽ được yếu tố cung cầu của thị trường tự do quyết định. Tuy nhiên, từ năm 2016 thì Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đã thực thi một cái chính sách gọi là kiểm soát đường cong lợi suất hay tiếng Anh là yield curve control. Hiểu đơn giản là Ngân hàng Trung ương Nhật Bản sẽ sử dụng cái khả năng in tiền, in cái đồng yên Nhật vô hạn của mình để kiểm soát thị trường trái phiếu kỳ hạn 10 năm của chính phủ Nhật. Cụ thể là họ sẽ có một cái mức target cho cái loại lãi suất này ở cái mức 0% Như các bạn thấy mình có kẻ ở trên hình Và chỉ cho phép lãi suất được dao động ở trong biên độ là cộng trừ 0,25% Kể từ cái mức 0% này à, như mình có kẻ hai cái biên ở đây Đó có nghĩa là dù cung cầu thị trường có như thế nào thì lãi suất của trái phiếu chính phủ Nhật kỳ hạn 10 năm cũng không được vượt quá như các bạn thấy ở đây, cứ mỗi khi lãi suất này định nhăm nhe vượt lên trên cái mức 0,25% này thì Ngân hàng Trung ương Nhật Bản sẽ lại in tiền ra và mua trái phiếu chính phủ Nhật đỡ ra trái phiếu và đẩy lãi suất xuống vì đơn giản là trái phiếu và lãi suất ở trên trái phiếu đó luôn luôn đi ngược nhau Tại sao Nhật Bản lại làm vậy? Các bạn biết là Nhật Bản được mệnh danh là một cái phép màu kinh tế khi hồi phục rất là thần kỳ sau chiến tranh thế giới thứ hai và vươn lên trở thành một trong những cái cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới. Tuy nhiên vào năm 1989, phép màu kinh tế Nhật Bản đã kết thúc với sự kiện thị trường chứng khoán Nhật Bản sập kèm theo sự sụp đổ của cả nền kinh tế Nhật Nguyên nhân tại sao Nhật Bản từ một quốc gia đang ồn ồn đi lên về kinh tế lại sụp nhanh như vậy thì nếu có dịp mình sẽ chia sẻ ở trong một video khác. Chỉ biết là sau sự kiện này, chính phủ Nhật Bản và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đã làm mọi cách để thúc đẩy nền kinh tế Nhật Bản tăng trưởng trở lại. Bên cạnh việc hạ lãi suất và tổ chức nới lỏng định lượng, QE giống như là những nước phát triển khác, thì Ngân hàng Trung ương Nhật Bản từ năm 2016 còn dùng thêm một cái biện pháp là kiểm soát lãi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm nhiều curve control như là mình vừa chia sẻ với cả các bạn Ngân hàng Trung ương Nhật Bản kỳ vọng là việc làm này sẽ thúc đẩy hoạt động tài chính ngân hàng ở Nhật và giúp tăng trưởng kinh tế và tăng trưởng cái GDP growth của nước này lên Tuy nhiên trong năm 2022 này khi các quốc gia ở trên thế giới liên tục nâng lãi suất lên theo Mỹ thì việc Nhật Bản cố gắng giữ lãi suất ở mức thấp đang tạo ra áp lực lạm phát ở Nhật Bản. Lý do là bởi vì các quỹ đầu tư sẽ tận dụng cơ hội chênh lệch lãi suất này để mà kiếm lời. Họ sẽ phát hành trái phiếu ở Nhật để mà vay yên Nhật với cả lãi suất thấp. Rồi sau đó bán yên Nhật để mà mua USD rồi đầu tư USD bên Mỹ với lãi suất cao. Vay ở mức lãi suất thấp và đầu tư để nhận lãi suất cao chính là cách các quỹ này kiếm lời nhờ chính sách tiền tệ của Nhật Bản khác với cả những cường quốc khác ở trong năm nay. Khi các quỹ thực hiện kèo trade kiếm lời từ tranh lệch lãi suất này thì họ sẽ khiến cho Yên Nhật mất giá so với cả cái đồng USD và những cái đồng tiền khác ở trên thế giới. Khi mà Yên Nhật mất giá thì chi phí nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài vào Nhật sẽ đắt đỏ hơn và lạm phát ở Nhật Bản sẽ gia tăng Thực tế là hiện tại lạm phát ở Nhật đã tăng mạnh lên cái mức là 3,7%, vượt qua cái target là 2% và vẫn chưa có tín hiệu gì là sẽ dừng lại cái đà tăng này. Bình thường thị trường tài chính nó có cái cơ chế tự cân bằng, tự điều chỉnh giống như là mọi hiện tượng ở trong tự nhiên. Nên khi mà nhiều quỹ thực hiện kèo trade này và vay tiền ở Nhật nhiều thì dần dần lãi suất ở Nhật sẽ tăng lên đủ cao để khiến cho cái kèo này không còn có lợi nhuận nữa và lúc đó thì đồng yên Nhật lại bình ổn giá trị so với cả đồng đô la. Tuy nhiên, do ngân hàng Trung ương Nhật Bản can thiệp vào thị trường trái phiếu để không cho phép cái lãi suất ở Nhật tăng lên nên những cái quỹ họ vẫn thấy cơ hội lợi nhuận và họ liên tục thực hiện cái kèo chơi này khiến cho đồng yên Nhật giảm không phanh và lạm phát ở Nhật thì tăng rất là mạnh. Các bạn thấy ở đây áp lực cung cầu của thị trường cách tự nhiên đã khiến cho Thị trường trái phiếu ở Nhật lãi suất hình thành một cái trend tăng. Tuy nhiên, lãi suất đã liên tục bị chặn ở cái vùng kháng cự là 0,25%. Vùng kháng cự này do chính ngân hàng trung ương Nhật Bản tạo ra khi họ can thiệp vào thị trường. Mặc dù vậy thì tới lúc này khi mà việc giữ lãi suất ở mức thấp quá lâu khiến cho lạm phát ở Nhật đã tăng lên cái mức là 3,7% ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống của người dân nhật bản thì ngân hàng trung ương nhật họ cũng đã bắt đầu cảm thấy hơi rén có nhiều lời đồn về việc là ngân hàng trung ương nhật chuẩn bị xoay trục chính sách tiền tệ của mình từ nới lỏng như hiện tại giữ lãi suất ở mức thấp và liên tục in tiền ra mua trái phiếu bơm tiền vào nền kinh tế thì những lời đồn này cho rằng là ngân hàng trung ương nhật bản chuẩn bị chuyển dịch sang một cái chính sách tiền tệ thắt chặt hơn để mà kiềm chế lạm phát bằng việc nâng lãi suất lên và ngừng bơm tiền vào nền kinh tế. Trước những cái lời đồn này thì phía ngân hàng trung ương Nhật Bản họ luôn phủ nhận điều này. Vì nếu họ chỉ cần nói rằng là họ đang chuẩn bị làm vậy thôi thì ngay lập tức thị trường sẽ phản ứng khi mà các cái traders họ vào cuộc. Họ sẽ khiến cho lãi suất chắc chắn sẽ tăng vọt và đồng yên Nhật thì có thể là sẽ tăng giá mạnh hơn nữa một cái sự biến động mạnh và đột ngột như vậy chắc chắn sẽ khiến cho nền kinh tế và thị trường tài chính ở nhật bản gặp vấn đề các bạn đã quan sát động thái của các ngân hàng trung ương trên thế giới như là fed chẳng hạn các bạn sẽ thấy là họ làm gì thì họ cũng sẽ làm dần dần và họ sẽ rất cẩn thận ở trong lời nói của họ tại vì họ tránh để cho thị trường có những cái biến động quá đột ngột sự ổn định và truyền dịch dần dần luôn luôn là ưu tiên của những cái tổ chức lớn như là những ngân hàng trung ương ở trên thế giới nên là ngân hàng trung ương nhật cho dù là họ có ý định làm vậy trong đầu thì họ cũng không dám nói như vậy tuy nhiên cho dù họ nói như thế nào thì cái việc mà họ nới rộng cái biên lãi suất từ 0,25% lên 0,5% như thế này một cách rất đột ngột như vậy thì nó đã chứng minh rằng là họ đang cảm thấy khá là rén và họ đang không chịu nổi nhiệt khi mà lạm phát ở Nhật nó đang tăng rất là mạnh như thế này. Khi mà họ nới rộng biên lãi suất từ 0,25% lên 0,5% như thế này thì các bạn thấy là chỉ trong 2 ngày lãi suất đã tăng kịch trần lên mức 0,5% luôn cho thấy sức mạnh tự nhiên của thị trường nó kinh khủng như thế nào và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đã phải in quá nhiều tiền để mà có thể kiềm chế được cái sức mạnh tự nhiên này tác động của việc này là gì đầu tiên đối với nhật bản thì nó khiến cho lãi suất dài hạn của nhật bản tăng lên có thể sẽ kiềm chế hoạt động đầu tư mở rộng sản xuất dài hạn của các doanh nghiệp ở nhật đôi chút nó cũng sẽ làm cho đồng yên nhật tăng giá so với cả usd và những cái đồng tiền khác vì lãi suất ở nhật tăng lên thì độ hấp dẫn của cái kèo trade ăn chênh lực lãi suất này nó sẽ giảm xuống thậm chí là nó còn khiến cho một số quỹ đang ở trong cái kèo này phải thoát vị thế của mình vì người ta ở trên thị trường tài chính thường có thói quen là vung tay quá chán khi họ làm vậy thì họ sẽ phải bán usd mua yên nhật để trả nợ bên nhật và đóng cái vị thế của mình điều này sẽ khiến cho giá của đồng yên nhật so với cả những đồng tiền khác đặc biệt là những đồng tiền lớn như là usd euro bảng anh AUD đã tăng rất là mạnh Và sự thật là bởi vì thị trường tài chính nó phản ứng với cả kỳ vọng tương lai Nên ngay sau cái thông tin này Yên Nhật đã tăng rất là mạnh so với cả đô la Mỹ Đã tăng khoảng 4% trong một ngày Một cái mức tăng rất là mạnh Và có vẻ là đã phá được cái vùng kháng cự ở đây rồi Như các bạn thấy ở trên hình nên trong một cái video mình đã chia sẻ trước đây thị trường tài chính luôn luôn là nhanh nhất so với cả những thị trường truyền thống tại vì các thị trường tài chính thì nó phản ứng với cả kỳ vọng về tương lai phản ứng theo tâm lý và kỳ vọng của con người còn thị trường truyền thống thì phản ứng theo những cái gì nó đang thực sự diễn ra nên thị trường truyền thống nó thường có độ trễ rất là nhiều so với cả thị trường tài chính Thứ hai, việc làm này cũng có tác động nhất định đối với cả thị trường tài chính toàn cầu. Khi mức lãi suất ở Nhật tăng lên thì cũng sẽ có tác động đẩy lãi suất ở những cái nước khác tăng lên. Để hình dung vấn đề này thì các bạn tưởng tượng là có hai người đang muốn vay tiền từ các bạn và bạn thì cũng đang thừa tiền muốn cho người ta vay để kiếm lãi suất thụ động. Nếu một người mà tăng cái mức lãi suất mà họ sẵn sàng trả cho bạn lên thì cái người kia cũng sẽ có áp lực phải tăng lãi suất họ trả cho bạn hơn. Bây giờ các bạn chỉ cần thay từ hai người này thành chính phủ và doanh nghiệp của Mỹ và chính phủ và doanh nghiệp của Nhật thì các bạn sẽ hiểu được cái vấn đề này rất là rõ ràng. Và tại sao cái vấn đề lãi suất ở một cái nước đặc biệt là nước lớn như Nhật Bản nó lại ảnh hưởng tới vấn đề lãi suất của trái phiếu toàn cầu nó là như vậy. Các bạn thấy thực tế lãi suất kỳ hạn 10 năm của Mỹ đã tăng lên trong hai ngày là 19 và ngày 20 đã phá luôn cái kháng cự ở đây ngay sau khi chúng ta có thông tin từ nhật bản còn đối với cả chứng khoán mỹ và crypto mình nghĩ tác động nó sẽ ít hơn vì cái động thái này của nhật tác động nhiều lên lãi suất dài hạn hơn còn cái lãi suất ngắn hạn thì mình nghĩ là mới là yếu tố tác động Lên diễn biến giá cả ngắn hạn Của những thị trường đầu cơ Tài sản, nhà chứng khoán và crypto Các bạn cần phải phân biệt là Ở trên thị trường tài chính Thì chúng ta sẽ có Lãi suất dài hạn và lãi suất ngắn hạn Đó, tại vì các bạn cho người ta vay Trong một năm Và các bạn cho người ta vay trong 10 năm Thì các bạn sẽ có kỳ vọng khác nhau Ở mỗi cái Thời điểm cho vay này thì nó sẽ có một cái mức lợi suất khác nhau và thông thường thì vay càng dài các bạn sẽ càng yêu cầu người ta trả lại nhiều đúng không ạ tại vì uh, các bạn càng trôn uh, tiền lâu là một uh, mất chi phí cơ hội của các bạn là một và thứ hai là dài hạn thì cũng không biết là có những gì xảy ra uh, thì uh, cái chặt đồ thị mà chúng ta kể cái lợi suất ở trên cái trục uh, nằm dọc và cái thời hạn của cái lợi suất đó ở trên trục nạp ngang người ta gọi là đường cong lợi suất tiếng anh gọi là yield curve thì cái chính sách của nhật bản là nó sẽ tác động lên những cái lãi suất ở cái thời hạn xa đó, có thể là sẽ đẩy cái lãi suất này lên đó đó còn cái lãi suất ở thời hạn ngắn ngắn thì nó sẽ sẽ ít bị tác động bởi cái chính sách này hơn mà lãi suất ở thời hạn ngắn mình nghĩ mới là cái yếu tố tác động trực tiếp lên cái thị trường chứng khoán và thị trường coi ở thời điểm hiện tại vì hiện tại thị trường coi và chứng khoán nó đang bị over value và nó thiên về đầu cơ quá là nhiều và khi mà những cái quỹ về trading họ vay tiền để mà họ trade ở trên thị trường coi và thị trường chứng khoán thì các bạn nghĩ là họ sẽ vay 10 năm, 5 năm hay là họ chỉ vay vài tháng cho tới một năm là cùng đó nên là cái lãi suất ngắn hạn nó tác động lên cái thị trường coi và thị trường chứng khoán nhiều hơn và lý do tại sao mà cái tác động của lãi suất dài hạn khi mà bị thay đổi nó không ảnh hưởng quá nhiều lên thị trường coi và chứng khoán là như vậy tại sao mình lại chia sẻ những cái thông tin này về chính sách của ngân hàng trung ương nhật bản như thế này có ba lý do thứ nhất đó là bởi vì trong tuần này đây khi là cái thông tin gây chấn động ở trên thị trường tài chính thế giới nhiều nhất. Đó là bởi vì cái sự đường đột đột ngột của ngân hàng trung ương Nhật Bản khi mà họ ra cái chính sách và cái hành động như vậy. Thứ hai, đó là bởi vì câu chuyện này cũng cho chúng ta hiểu thêm về cách mà các ngân hàng trung ương ở trên thế giới hoạt động cũng như là cách mà thị trường tài chính ở trên thế giới vận hành. Thứ ba là bởi vì gần đây ngoài phân tích coi mình cũng phân tích thêm về Forex và thấy cũng có một số những kèo rất là hay. Ví dụ như là kèo short USD HKD này, mình tận dụng cái thông tin cơ bản về việc chính phủ Hồng Kông có một cái chính sách là kiểm soát khá giống với cả chính phủ Nhật nhưng là đối với tỷ giá của đồng Hồng Kông đô la đối với đồng USD, đó là chính phủ Hồng Kông sẽ xét một cái mức trần và không cho phép giá trị của đồng đô la được tăng quá là nhiều so với cả giá trị của đồng Hồng Kông. tận dụng vào chính sách này, mình đã short khi mà USD HKD gặp cái mức trần này, tận dụng ở những yếu tố về cơ bản và kèo này đã take profit khá là nhanh đó và thực sự là mình đã tiếc khi mà mình không gồng cái lệnh này thêm à, kèo này check uh, profit uh, quá nhanh đôi khi thị trường crypto đi cùng với cả bitcoin khá là nhiều rồi bitcoin lại chịu ảnh hưởng của chỉ số chứng khoán mỹ s&p 500 nữa nên mình cũng muốn tìm hiểu thêm về những cái thị trường độc lập hơn ví dụ như là thị trường của các cặp tiền tệ như là euro gbp yên nhật đối với cả đồng usd thậm chí cả thị trường vàng nữa chúng ta nhận ra rằng là những thị trường tài chính nó đều liên quan với nhau và đôi khi rất là nhiều thị trường nó là thị trường mang tính phái sinh của những thị trường khác nói thẳng ra thì ancoi là phái sinh của bitcoin và bitcoin đôi khi nó là phái sinh của s&p 500 đó nên là bản thân mình thời điểm này mình cũng đang tìm kiếm và phân tích thêm những cái công cụ giao dịch những cái loại tài sản khác quay trở lại với trận đồ thị của Bitcoin thì hôm trước mình có nói rằng là mặc dù Bitcoin đã gặp cái hỗ trợ mạnh ở khu vực là 16.200 này rồi bật lên nhưng có khả năng là cuối cùng giá sẽ tiếp tục giảm để test cái mức hỗ trợ là 16.000 thậm chí là sâu hơn là 15.500 ở đây vì thông thường là giá nó sẽ có cái xu hướng test cái đáy cũ từ 2 cho tới 3 lần. Hiện tại sau khi Bitcoin bật lên khá là mạnh và đã phá được một cái đỉnh cũ ở trên cái khung là 1h đó ở đây. Đó thì uh, thực sự là mình cũng đang rơi vào trạng thái bối rối các bạn ạ. Bây giờ thì mình cũng không dám đoán là giá nó sẽ đi như thế nào nữa. À, nên thôi mình sẽ trở về cái trạng thái là trung lập chia sẻ với các bạn về các cái vùng giá quan trọng và các cái trường hợp khác nhau để các bạn tham khảo. Lúc này ở trên khung 1H của Bitcoin các bạn thấy là ngày hôm kia giá đã tăng khá là mạnh Q short sau so một cái khu Q long rất là dứt khoát. Các bạn thấy là tối hôm thứ ba thì có cái dâu nến lên cái khu vực kháng cự là ở đây rồi giá giảm ngược xuống đi ngang ngang à, chưa chưa thể vượt qua được cái khu vực cản 17 ngàn này lý giải cho việc này thì các bạn thể thấy cái khu vực 17 ngàn này là cái khu vực cản Fibo 0,382 kẻ từ cái đỉnh này xuống cái đáy đây ngoài ra thì đây còn có một khối order block nếu các bạn bật cái khung ngắn để xác định Cả này khá là mạnh nên các bạn thấy giá đã chưa vượt qua được mà hiện tại thì đang đi ngang ngang tích lũy. Câu hỏi đặt ra là bây giờ liệu Bitcoin sẽ phá cả này đi lên hay là sẽ giảm xuống? Thì câu hỏi này thì mình cũng không thể nào mà trả lời được. Chỉ biết hiện tại Bitcoin nó đang không rõ cái xu hướng của mình. Nếu mà phá được cái cả này đi lên thì sẽ có một cảng tiếp theo ở khu vực là 17.500. Nếu mà giảm xuống thì sẽ có một khu vực hỗ trợ là khoảng 16.500 ở đây. Đó. Và chúng ta sẽ cần phải nhìn cái phản ứng của giá ở những cái khu vực hỗ trợ và kháng cự mạnh. Sau đó thì soi xuống cái chart thấp hơn là chart 5 phút và như mình đã chia sẻ ở trong những cái video trước đây là chúng ta có thể sử dụng những công cụ như là những cái đường MA rồi đường VWAP để chúng ta xác định cái xu hướng sau khi mà giá gặp những khu vực hỗ trợ kháng cự mạnh ở trên cái không lớn hơn. Đó và chúng ta vào lệnh theo cái xu hướng à, và khi nào hết xu hướng thì chúng ta thoát. Đó thì đó là một cái giải pháp à, mình nghĩ là rất là đơn giản về mặt chiến thuật và cũng có thể đem lại hiệu quả rất là tốt khi mà giao dịch. Tuy nhiên cái khó của nó sẽ là cái sự kiên nhẫn. Tại vì thực sự các bạn nhìn hôm nay là ngày thứ năm rồi, chúng ta đã gần hết tuần rồi mà thực ra giá chỉ có cái xu hướng rõ ràng ở trong mỗi một hôm là ngày thứ hai mà thôi còn thực ra là kể từ cái hôm thứ ba hôm nay thì giá nó đi ngang đi ngang rất là nhiều và không có xu hướng rõ rệt cũng chưa gặp một khu vực hỗ trợ kháng cự nào mạnh luôn đó nên là đánh theo xu hướng mình nghĩ là một cái giải pháp rất là tốt tuy nhiên nhìn trà đồ thị các bạn thấy thực ra đa phần thời gian thị trường nó sẽ đi ngang và nó sẽ đi kêu còn cái thời gian mà thị trường có xu hướng nó thực sự là ít đó nên là đánh theo xu hướng và đánh ở những khu vực giá đẹp đó sẽ là một cái chiến thuật đơn giản nhưng đòi hỏi cái sự kiên nhẫn rất là nhiều quay trở lại với cả thị trường crypto hôm qua chúng ta có một tin khá lớn ở trên thị trường crypto là core scientific một trong những công ty đào coi lớn nhất được niêm yết ở trên thị trường chứng khoán mỹ đang nộp đơn xin bảo hộ phá sản sau một năm downtrend của thị trường crypto khi mà giá Bitcoin và altcoin đều giảm mạnh, khiến doanh thu của Core Scientific giảm sâu, nhưng giá năng lượng thì tăng khiến chi phí của Core Scientific tăng cao. Thì lúc này công ty này đang gặp khó khăn rất là lớn về dòng tiền. Mặc dù Core Scientific vẫn tạo ra dòng tiền dương, nhưng mà lượng tiền này lại không đủ để Core Scientific trả lãi vay nên công ty này đã phải nộp đơn xin bảo hộ phá sản theo điều 11 của luật phá sản của Mỹ với mong muốn luật pháp sẽ đứng ra bảo vệ cho tài sản của Core Scientific đang nắm giữ, tránh trường hợp những chủ nợ vào đòi bán hết tài sản đi để thu hồi nợ. Kế hoạch của Core Scientific là họ sẽ tiếp tục vận hành, tiếp tục tạo ra dòng tiền để mà trả nợ dần dần trong khi đàm phán với cả các chủ nợ để có thể tái cấu trúc lại khoản nợ này ngoài nguyên nhân giá bitcoin giảm và giá năng lượng tăng thì một lý do khiến cho core scientific phá sản chính là việc celsius một khách hàng sử dụng dịch vụ cho thuê máy chủ đào coin của core scientific đã phá sản đợt giữa năm vừa qua celsius nợ tiền core scientific chưa trả nên là khi mà celsius phá sản thì đã khiến cho core scientific gặp thêm khó khăn về tài chính Bên cạnh Core Scientific thì cũng có thêm một số công ty đào coi khác gặp vấn đề về tài chính, ví dụ như là cái công ty CompuNorth đã phải nộp đơn xin bảo hộ phá sản vào tháng 9 vừa qua. Và một công ty đào coi khác là Marathon Digital Holdings thì cũng bị kẹt 80 triệu USD ở cái công ty CompuNorth này nhìn chung hiện tại là giai đoạn rất là khó khăn về tài chính với đa số mọi người đa số mọi công ty làm việc ở trong lĩnh vực crypto nói riêng và lĩnh vực tài chính nói chung bây giờ chúng ta chỉ mong là những công ty đào coin như là core scientific có thể tiếp tục hoạt động để duy trì hash rate cao và tính an ninh cho mạng lưới bitcoin network để chờ sang cái mùa uptrend sắp tới mọi thứ ổn trở lại thì những vấn đề tài chính này sẽ dần dần được khắc phục Tiếp theo là một bài viết khá là hay giới thiệu về một market maker lớn ở trên thị trường crypto là Wintermute. Với tựa đề bài viết này là khi Alameda Research của Samsung sụp đổ, công ty trading Wintermute nổi lên. Nếu các bạn theo dõi nhiều thông tin ở trên thị trường crypto thì các bạn hẳn đã biết về Wintermute, đó là một trong những cái market maker lớn và có tiếng ở trên thị trường crypto. Đặc biệt, market maker này cũng chính là đội market maker của đồng coin OP của dự án Optimism mà nhiều anh chị em quan tâm. Thực tế là trước khi Alameda sụp đổ, Wintermute đã là một trong năm market maker lớn nhất ở trên thị trường crypto trên toàn thế giới. Chiến thuật công ty này sử dụng là arbitrage trading, gì đơn giản là tìm kiếm những cơ hội mua cao bán thấp ở trên thị trường crypto mà gần như không có rủi ro. Ví dụ nếu họ thấy Bitcoin đang có giá 17.900 ở trên Coinbase nhưng có giá tới 18.000 ở trên Binance, thì họ sẽ nhanh chóng sử dụng phần mềm để mua Bitcoin trên Coinbase và bán trên Binance ngay lập tức để ăn tranh lệch giá. Ngoài các hệ thống tự động arbitrage thường xuyên để tạo lập thanh khoản ở trên thị trường crypto, thì Wintermute còn tận dụng những cơ hội lớn ở trên thị trường, ví dụ như đợt sập của Terra Luna vào tháng 5 vừa qua. Từ ngày mà uy tín của Terra Luna còn rất là lớn ở trên thị trường và vốn hóa của đồng stablecoin USD vẫn ở mức là 15 tỷ USD, thì founder và CEO của Wintermute là anh F. Jenny Gayvoy đã suy nghĩ phải làm sao nếu mà đồng UST bị đứt bếp và sụp đổ Vào tháng 2 năm 2022 này, vị CEO 38 tuổi Gayvoy đã tự nói với mình rằng nếu điều đó thực sự xảy ra thì chúng tôi, có nghĩa là công ty Wintermute, muốn tận dụng cơ hội đó Ngay lập tức, Gayvoy và vợ của mình là Marina Gurevich cũng là bạn học đại học với gây voi từ khi hai người còn học ngành kinh tế học ở Nga và hiện đang là CEO để cùng quản lý công ty Wintermill cùng với chồng thì hai người đã cùng nhau lên kế hoạch chiến đấu để tận dụng cái cơ hội này. Đội dép của Wintermill đã dành nguyên một tháng để tích hợp hệ thống trading của họ với công nghệ blockchain của Terra nhằm có thông tin nhanh nhất về các giao dịch và giá của đồng stablecoin UST Họ đã viết 4.000 dòng cốt để mà tạo ra cái thuật toán giao dịch này nhằm tận dụng một cơ hội mà vài tháng sau mới xuất hiện. Và vào cái ngày định mệnh là ngày mùng 7 tháng 5, khi mà giá USD trượt từ 1 đô xuống 0,98 đô, thì voi đã yêu cầu đội nhóm của mình là hãy trực đêm để tận dụng cái cơ hội sắp tới. Đội dev của Wintermute đã dành nguyên một tháng để tích hợp hệ thống trading của họ với công nghệ blockchain. Hai ngày sau thì UST bắt đầu rơi tự do như chúng ta còn nhớ và Wintermute triển khai thuật toán arbitrage của mình. Ngay thuật toán thì nó cao siêu nhưng thực ra chiến thuật của họ rất là đơn giản là họ sẽ mua UST ở mức giá thấp ví dụ như là 0,8 đô rồi sau đó thì sẽ lấy lượng UST này để mà đổi ra một cái lượng Luna luôn có giá trị bằng một đô la và bán cái lượng Luna này ra stablecoin khác như là USDT để thu lợi. Mỗi kiểu trade này cho họ lợi nhuận từ 10% tới 15% trên số vốn họ đầu tư ngay lập tức với cả cái rủi ro à, gần như là không có. Chỉ trong vòng có vài ngày thì Wintermute đã giao dịch với khối lượng lên tới 250 triệu USD khi mà giá USD lao xuống cái mức là 0,1 đô và Wintermute đã kiếm lời hàng chục triệu đô từ cái phi vụ này chỉ trong vòng có vài ngày. Trong năm 2021, Wintermute đã thu được doanh thu là 1,05 tỷ đô la và lợi nhuận đạt 582 triệu đô la chỉ với 53 nhân viên. Trong năm nay, khi mà FTX sụp đổ và Wintermute đã thiệt hại 59 triệu USD vì để tiền ở trên sàn FTX thì công ty này bị đồn đoán là đang gặp vấn đề khó khăn rất là nhiều về tài chính. Tuy nhiên thì vợ chồng Gay Boy khẳng định là Wintermill vẫn có một cái vị thế tài chính tốt khi cấu trúc vốn của công ty này hiện đang có 400 triệu USD vốn chủ sở hữu. 720 triệu USD tài sản đồng nghĩa với cả cái tỷ lệ nợ trên vốn chủ debt to equity ratio là 0,8 một con số khá thấp so với cả những công ty market making được niêm yết ở trên sàn chứng khoán như là công ty đối thủ Virtu. Họ cho biết là trong số 400 triệu USD vốn chủ thì có 350 triệu USD là stablecoin chủ yếu là USDC và tiền mặt và 50 triệu USD còn lại là tiền đầu tư mạo hiểm vào các dự án. Nhìn chung nếu những con số họ đưa ra là chuẩn chỉnh thì Vintermute đang có vị thế tài chính khá là tốt. Mặc dù vậy thì thời buổi khó khăn, hai vợ chồng phải làm việc 7 ngày một tuần, làm việc nhiều hơn mọi giai đoạn trước. Gay Boy cũng đang nghiêm túc cân nhắc việc triển khai một cái sàn giao dịch phái sinh chuyên dành cho trader chuyên nghiệp để thay thế cho sàn FTX. Tuy nhiên sàn này sẽ có cấu trúc khác so với FTX khi tiền của người dùng sẽ không nằm ở trên sàn, sẽ không được sàn nắm giữ mà sẽ giao cho những cái đơn vị lưu ký bên ngoài giống như là mô hình hoạt động truyền thống của những sàn giao dịch tài chính như là sàn giao dịch chứng khoán New York còn về hoạt động trading của Wintermute thì voi cho biết hiện tại Wintermute đang tập trung chuẩn bị cho một giai đoạn bull run giống như là năm 2021. Hiện tại thì họ không tập trung quá nhiều vào việc phải kiếm nhiều tiền bởi vì có cố gắng kiếm tiền thì bây giờ số tiền họ kiếm được cũng sẽ chỉ bằng một phần nhỏ của số tiền mà họ có thể kiếm được ở trong mùa uptrend sắp tới nên là họ đang đầu tư, họ đang tập trung đầu tư cho tương lai một tư duy rất là hay phải không các bạn nếu như số đông đang chờ uptrend mới vào lại thị trường thì những tay chơi lớn như là Wintermill lại đang tận dụng mùa đông như một cái cơ hội tích lũy lực lượng lên kế hoạch mới để chuẩn bị hứng tiền trong mùa uptrend sắp tới. Ok, đó là những cái câu chuyện mình muốn chia sẻ với các bạn ở trong video ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi kênh Mr. Coin và xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở trong những video sau.